Xin chào mọi người. Vậy tiếp tục những chủ đề về dinh dưỡng cho mẹ sau sinh. Hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu xem bà đẻ sau sinh bao lâu thì ăn được tương cà, tương ớt, nước mắm, nước tương, xì dầu nhé. Đây đều là những cái loại gia vị, nước chấm cho nhiều món ăn rất là phổ biến. Và trong căn bếp của mỗi gia đình chúng ta đều tồn tại những cái loại gia vị này, dùng để chúng ta pha chế nhiều loại nước chấm ngon này, tẩm ướp các món kho, nướng, hầm để chúng ta làm tăng cái hương vị cho món ăn chúng ta thêm đậm vị này, kích thích cảm giác ngon miệng hơn. Và mẹ sau sinh chúng ta thì cần tránh việc chúng ta ăn mặn này, ăn cay hay là ăn những cái đồ mà nó có cái mùi nó đậm đà quá ấy. Với mỗi loại gia vị này thì chúng ta có những lưu ý riêng biệt đối với các bà đẻ mẹ sau sinh nhé. Cụ thể, thứ nhất là với tương cà, tương ớt. Tương cà, tương ớt thì là cái đồ chấm mà thường là chúng ta chấm cùng với các loại đồ chiên rán ấy, gà rán này, khoai tây chiên hay các loại thịt tùy chúng ta có thể là thịt luộc này hay là thịt chiên rán đấy. Rồi khi mà chúng ta ăn bún, phở, miến thì người ta đều cho thêm cái loại gia vị cà, tương ớt này vào để cho nó ngon đấy. Và nhiều người còn nghiện kiểu như là ăn cơm thì cũng phải cho một ít tương cà, tương ớt vào để chúng ta ăn chấm nó vị hơi ngọt ngọt và cay cay thì như thế mới ngon miệng. Đó là với người bình thường thôi. Còn với các mẹ mới sinh, mẹ sau sinh mà chúng ta cho con bú thì cần tránh cái loại gia vị tương cà, tương ớt nhé. Thèm thì chúng ta cần phải đợi ngoài cữ ít nhất là 3 tháng đầu sau sinh. Sau đó thì các mẹ chúng ta vẫn cần hạn chế ăn, nhất là những mẹ chúng ta nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Nó sẽ đem lại cái hại nhiều hơn là lợi cho các mẹ. Ngoài việc là thỏa mãn cái sự thèm của mẹ chúng ta ấy, cảm giác ngon miệng, thì thực chất tương cà, tương ớt nó không cung cấp cái dưỡng chất nào có thiết yếu nhiều đấy, không, nó không đem lại những cái nhiều cái lợi ích dinh dưỡng cho cái mẹ chúng ta, mà nó cần tiềm ẩn những cái nguy cơ gây hại nếu mà chúng ta dùng nhiều này, hay dùng quá sớm sau sinh nữa, bởi vì nó chắc chắn là nó sẽ chứa cái một lượng chất bảo quản này, rồi nhiều cái gia vị là đường muối hóa học nó tổng hợp lại nữa, nó sẽ không có lợi cho hệ tiêu hóa của mẹ và em bé sơ sinh. Sau 3 tháng sau sinh ấy, các mẹ chúng ta sử dụng thì là thi thoảng thôi, và chúng ta cần mua ở cái siêu thị hay là nơi điểm bán uy tín, không sử dụng những chai tương cà, tương ớt này mà nó giá rẻ, không nhãn mát và có nguồn gốc mà không rõ ràng, mà thường ở ngoài hàng quán hay là vỉa hè thường người ta có những cái lọ, cái hộp mà tương cà, tương ớt rất là to thì nó không rõ về nguồn gốc, mẹ chúng ta không sử dụng, rất có thể là hàng kém chất lượng, rất là nguy hại. Nói chung ấy, đây không phải là thực phẩm tốt và nó không khuyến khích cho mẹ sau sinh và mẹ cho con bú. Rồi tiếp theo là với cái gia vị là bột nêm, mì chính. Thì gia vị này các mẹ chúng ta sau sinh là có thể sử dụng được, vì đây là cái gia vị rất là thiết yếu trong bữa cơm hàng ngày rồi. Nhưng mà chúng ta cũng không được lạm dụng, không được lạm dụng này, không được ăn quá nhiều để tránh gây ra những cái tác dụng phụ không mong muốn như là nhức đầu, buồn nôn hay tăng huyết áp. Nấu nướng cho bà đẻ thì chúng ta vẫn cần là sự vừa miệng cho mẹ, chứ không ai bắt mẹ chúng ta ăn nhạt hay là không có mắm muối gì cả. Từ muối, mì chính thì vẫn được cho vào, nhưng mà cái lượng đây là vừa phải thôi, để chúng ta không bị mặn, không bị dư thừa chất nhá. Còn tiếp theo nữa, với các loại nước mắm, nước tương, xì dầu thì mẹ sau sinh cũng vẫn có thể dùng được. Nhưng tương tự là chúng ta không được lạm dụng và không được dùng quá nhiều, không dùng liên tục, không dùng thường xuyên quá. Và chúng ta không sử dụng thay thế cho muối. Trong quá trình sử dụng thì chúng ta cần phải đậy nắp kín này, bảo quản ở nơi khô ráo để tránh nó bị ẩm mốc hay là biến chất nhá. Mẹ chúng ta có thể sử dụng làm nước chấm rau này, thịt cá mới sinh xong chúng ta có thể sử dụng rồi, nhưng mà cái lượng là vừa phải thôi nhé, để tránh nó bị mặn hay là đậm vị quá. Có thể là chế biến trong gia vị các món ăn xào nấu, ví dụ như là các món thịt kho này, thịt rang này, nhưng mà nên nếm vừa phải thôi nhé, để mẹ chúng ta không bị ăn mặn sau sinh. Tóm lại, những gia vị là những cái thứ mà rất là nêm nếm thiết yếu cho món ăn chúng ta thêm ngon này, đậm vị. Nhưng đây không phải là chất dinh dưỡng nên các mẹ chúng ta không được lạm dụng quá. Tùy cơ địa sau sinh mà chúng ta ăn uống sao cho phù hợp thôi. Nguyên tắc là chúng ta không ăn mặn này, tránh những cái đồ cay, nóng và tránh những cái đồ không đảm bảo vệ sinh, không rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ. Vậy thôi, chúc các mẹ chúng ta có thật nhiều sức khỏe để chăm sóc em bé yêu nhé.